Chương trình địa phương trên đường phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh thực hiện. Hôm nay chương trình sẽ đưa chúng ta đến với huyện Châu Đức. Thưa quý vị, ở điểm đến thị xã Phú Mỹ vào hôm qua, quý vị đã nhận diện sự đổi thay nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, chất lượng sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại thị xã Phú Mỹ. Những đổi thay này bắt đầu từ cú hích chủ trương chăm lo đồng bào của Đảng và Nhà nước. Từ nền tảng chăm lo của Nhà nước, đồng bào dân tộc cũng dần ý thức muốn thoát nghèo bền vững còn phải dựa vào chính bản thân mình. Và thực tế đã chứng minh, những ai nỗ lực thực sự thì không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu. Chịu khó học hỏi, chăm chỉ làm ăn, kiên trì vượt khó, nhiều bà con dân tộc thiểu số ở huyện Châu Đức đã vươn lên làm giàu, có thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi năm. Nói đến chuyện làm giàu, sản xuất kinh doanh giỏi thì chắc hẳn khi chúng ta nghĩ đến đồng bào dân tộc, tập quán lối sống đủ ăn đủ mặc đã là vĩ đại lắm rồi. Dường như ăn sâu vào thâm căn cố đế vào các cái thế hệ người dân tộc, nên nghèo khó với đồng bào dân tộc như cái vòng lẫn quẩn, như đeo bám triền miên. Vậy mà làn sóng không cam chịu đói nghèo, lạc hậu dường như đang lan tỏa trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Thậm chí không ít người còn có khát vọng làm giàu bằng sự cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Trong số hơn 120 doanh nhân là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, anh Kiệp A Dách ở thôn Sông Xoài Ba, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Trường Phát, được nhiều người biết đến bởi chữ tín trong kinh doanh, bởi tấm lòng nhân ái, luôn sẻ chia, giúp đỡ những người yếu thế. Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, vào Bà Rịa Vũng Tàu lập nghiệp cách đây gần 30 năm. Anh Dách làm đủ nghề từ thợ sửa chữa điện tử đến chăn nuôi gà, heo để trang trải cuộc sống. Năm 2007, với số vốn ban đầu 6 triệu đồng, anh mở một cửa hàng bán thiết bị điện công nghiệp tại khu công nghiệp Gò Dầu, Đồng Nai. Tích lũy dần về vốn và kinh nghiệm, anh Kiệp A Dách thành lập công ty, mở 2 chi nhánh tại thị xã Phú Mỹ và huyện Châu Đức với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Hiện công ty của anh Dách đang tạo việc làm cho 15 công nhân với mức lương 6 triệu đồng một tháng. Hàng năm, anh Dách trích gần 20 triệu đồng từ lợi nhuận kinh doanh để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Thành công trong lĩnh vực kinh doanh, anh Kiệp A Dách tiếp tục đầu tư sang nông nghiệp. Hiện nay, một hectare trồng bưởi da xanh tại khu đất của gia đình đang cho trái bói, hứa hẹn mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng vào mùa vụ năm sau. Ngoài ra, anh Dách cũng đang có kế hoạch cấy trầm cho vườn gió bầu hơn 1 hectare trong năm nay. Mong nhà nước có những cái chính sách đặc biệt ưu đãi hơn, từ vì người dân tộc thiểu số thì hồi nãy mình cũng có nói rồi, tức là về cái ngôn ngữ thì không bằng người Kinh được đó, thành ra có những chính sách hoặc là có những cái nào đó để hỗ trợ, mong muốn người dân tộc của mình trong địa phương cũng phát triển, gọi là nó thuận lợi, nó tốt hơn. Chị Dương Thị Kim Linh, thôn Tân Giao, xã Láng Lớn, là phụ nữ dân tộc Chơ Ro. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, năm 2014, chị Linh đã bàn với chồng dồn toàn bộ số tiền tích góp sau nhiều năm lao động, đồng thời mạnh dạn vay vốn ngân hàng 500 triệu đồng để thành lập cửa hàng trang trí nội thất. Với sự nhạy bén của một cử nhân chuyên ngành kế toán và kinh nghiệm của chồng là một nhà thầu xây dựng, cửa hàng trang trí nội thất của gia đình chị Kim Linh luôn có nhiều đơn đặt hàng từ các khách hàng tại huyện Châu Đức và các địa phương lân cận, với doanh số hàng năm lên đến hơn 4 tỷ đồng. Từ việc chỉ nhập các sản phẩm trang trí nội thất để kinh doanh, sau đó chị Linh tiếp tục mở cơ sở mộc để sản xuất hàng chục chủng loại sản phẩm như bàn, ghế, tủ, giường đến các loại tượng, khung tranh ảnh. Hiện cửa hàng trang trí nội thất của gia đình chị Dương Thị Kim Linh giải quyết việc làm thường xuyên cho 5 thợ mộc với thu nhập hàng tháng hơn 10 triệu đồng.
Là một người dân tộc ít người sống trên địa bàn huyện Châu Đức thì tôi thấy cái việc mà chính quyền địa phương mà quan tâm đến bà con nhân dân thì rất là nhiều. Ví dụ hỗ trợ về con giống rồi xây nhà đối với những cái hộ mà nghèo, còn những hộ mà đã khá giàu thì người ta vẫn phấn đấu để đi lên kịp với dân tộc Kinh này kia trên địa bàn thôi. Giống mà bản thân tôi vậy đó, mình thấy hồi xưa cha ông ta nghèo khổ rồi giờ có được chữ thì chúng ta phải phấn đấu phát triển cùng với xã hội, chứ mình không thể là lùi so với xã hội. Cũng muốn là dân tộc Châu Ro của tôi cũng như là ở trên địa bàn và cũng huyện Châu Đức nói riêng và cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng ta phải có cái sự vươn lên để chúng ta kịp với cái thời đại phát triển hiện nay, chứ không muốn là nhà nước phải hỗ trợ nhiều nữa. Nhìn vào cách làm kinh tế của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay thì có thể thấy là họ không chỉ biết áp dụng kỹ thuật canh tác mới mà họ còn biết phát triển các cái dịch vụ kinh doanh. Điều này cho thấy là đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước nâng cao nhận thức, biết nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế. Chăm chỉ, cần cù lao động cộng với không ngừng tiếp cận khoa học kỹ thuật mới là yếu tố quyết định đến thành công của các hộ kinh tế giỏi là người đồng bào dân tộc thiểu số. Vừa sản xuất nông nghiệp vừa kết hợp làm nghề phục vụ bà con trong sản xuất nông nghiệp cũng là cách làm giàu của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Ông Hứa Văn Trí ở ấp Sơn Thành, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, nhờ tích cực tham gia các lớp khuyến nông của xã và huyện tổ chức mà ba sào tiêu cùng đàn bò và đàn heo thịt gần 100 con của gia đình phát triển tốt, hàng năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Với số tiền tích góp được hơn 400 triệu đồng, năm 2015, ông Trí mạnh dạn đầu tư mua máy cày và xe cắt lúa liên hợp để làm dịch vụ thuê cho bà con. Chỉ sau 2 năm, ông đã thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ làm dịch vụ nông nghiệp, cách đây 2 tháng, ông Trí tiếp tục vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của huyện Châu Đức 250 triệu đồng để mua thêm một máy cày và một xe cắt lúa liên hợp trị giá 550 triệu đồng. Đã có 3 máy cày, 1 máy sới và 2 máy cắt lúa. Nhưng khi vào mùa vụ, gia đình ông Trí vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu cho bà con. Trước kia thì gia đình mới lập gia đình thì vợ chồng cũng khổ lắm. Mình cũng bươn chải, ví dụ đi rừng, cưa cây, làm củi. Đó rồi về rồi cũng chịu khó thức phia dậy sớm rồi để chăn nuôi đồ thêm rồi đi làm. Mình vừa làm ăn này nọ rồi có những lớp tập huấn, mình cũng đi tập huấn, đi theo dõi tình hình ở trên, người ta hướng dẫn về cách chăn nuôi cái này nọ thì mình cũng về mình học theo, rồi mình cũng làm mà mình thấy thì nó cũng có hiệu quả, thì từ đó mình mới phát triển kinh tế, đời sống được tốt. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số được đảng và nhà nước rất là quan tâm, nhất là đối với cái mặt đời sống tinh thần và vật chất, quan tâm nhất là đối với cái vấn đề mà trình độ của học vấn của đồng bào, ngoài vấn đề cái sự mà giúp đỡ của đảng và nhà nước, nhưng mà họ luôn luôn lúc nào cũng vươn lên trong cuộc sống, tự cái bản thân của mình vươn lên với cái khả năng và cái điều kiện, từ cái việc họ không có mà họ đã làm đến hôm nay đã có, và họ vươn lên trong cuộc sống và họ đã làm giàu gì chính bản thân cái điều kiện của họ. Đó. Từ cái việc đó họ tạo những cái điều kiện thuận lợi để giúp lại cho coi như là đồng bào của họ. Thưa quý vị, hơn chục năm trước, tại huyện Châu Đức, số hộ đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng một năm, đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà hiện nay, số hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng một năm trở lên chiếm tới 40% tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn huyện chỉ còn gần 250 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chiếm khoảng 10% tổng số hộ đồng bào dân tộc trong huyện. Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần tạo động lực thúc đẩy các hộ dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đổi mới cách nghĩ, cách làm, chia sẻ những kinh nghiệm hay, việc làm tốt, giúp đỡ những hộ khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự vùng nông thôn.
chương trình địa phương trên đường phát triển với sự phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến đây tạm dừng. Chúng ta tiếp tục thông tin chuyên đề về các địa phương vào lúc 17:50 ngày mai, quý vị nhé.